Thì chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới những cái thông tin đi Thì các bạn được là tin tức đó, Hôm nay thì không có nhiều như những ngày trước đó Nhưng mà cũng có một số những thông tin nổi bật Như là cái thống kê được chia sẻ bởi Finbo đó Là có là khoảng chừng là 1.200 Bitcoin ATM Cái máy mà rút tiền, gửi tiền Bitcoin đó Đã được kích hoạt trong vòng một tháng qua Trong tháng này thôi Thì có nghĩa là mỗi một ngày đã có 40 cái máy ATM này được kích hoạt và được lắp đặt ở nhiều nơi, ở Hoa Kỳ cũng như là trên quốc tế Thì đây là con số rất là cao, cái bài được là cái nhu cầu có sở hữu Bitcoin ATM đó, ngày là càng cao Và khi các bạn nhìn vào thông tin đó, thì các bạn thấy được là những công ty lớn là những công ty nào Những công ty lớn đó mà lắp ráp những cái máy này đó, chúng ta có những công ty như là công ty LibertyX, công ty square công ty Coinme Bitcoin Depot. Đây là những công ty lớn mà lắp ráp rất là nhiều những cái máy này và hiện bây giờ đó, ở Hoa Kỳ thôi, tính riêng ở Hoa Kỳ đã có 42.266 cái máy Bitcoin ATM rồi. Thì tại sao các bạn lại cần một cái máy Bitcoin ATM thì có rất nhiều lý do mà một người cần cái máy Bitcoin ATM này à, có thể là một người nào đó không có những cái chương mục ngân hàng có thể các bạn nghĩ là ở hoa kỳ tại sao lại không có chương mục ngân hàng thật ra có rất là nhiều người ở hoa kỳ không có thể tiếp cận được với ngân hàng vì một lý do nào đó cho nên họ không thể nào mà sử dụng Coinbase hay là Kraken hay là Gemini để mà mua được Và thứ nhì nữa có thể là họ có cái nhu cầu là mua một số lượng Bitcoin Nhưng mà họ không có muốn KYC, họ không muốn để lại à, là họ like Họ có thể sử dụng những cái máy ATM này để mà mua một số lượng Bitcoin Đương nhiên cái phí sẽ cao hơn và cái số lượng sẽ không có nhiều nhưng mà đây cũng là một trong những cách và như bảo thận là bitcoin là một tài sản kỹ thuật số thì làm sao có atm thì hiểu một cách đơn giản đó cái atm này đó là một cái nơi mà thanh toán cho các bạn giống như cái cổng thanh toán gì đó các bạn mà có bitcoin thì các bạn có thể scan gửi địa chỉ ví của các bạn đó, từ đó gửi bitcoin qua địa chỉ ví của cái máy này và các bạn có thể lấy tiền mặt ra hoặc là ngược lại các bạn có thể đưa tiền mặt hay là đưa thẻ vào để mà mua bitcoin sau đó cái máy này sẽ in ra cho các bạn bitcoin của các bạn hay là gửi đến địa chỉ của các bạn đây là cách hoạt động của những cái máy này đó là một cái cổng thanh toán và nói tới thông tin kế tiếp đó, là một thông tin mà cũng được chia sẻ khá là nhiều nhưng mà thông tin này nó cũng gây ra khá là nhiều À, cái sự hiểu lầm đó chính là liên quan tới công ty Microsoft Thì công ty Microsoft đó, à, các bạn có thể biết là Cái sự hứng thú đối với crypto cũng không gì là lạ Công ty Microsoft này cũng đã kết nối với lại à, engine Thường nhớ là để mà làm những cái game Nhưng mà Microsoft đó thì thông tin ngày hôm nay đó đã có à, được một cái sự chấp thuận Đó chính là một cái bản quyền liên quan đến công nghệ sổ cái của Microsoft thì đây là công nghệ sổ cái phi tập trung nhưng mà đây không phải là một cái blockchain đây là một cái công nghệ sổ cái của Microsoft có nghĩa là trong cái mạng lưới của Microsoft đó, thì có thể cho những khách hàng của họ hay là những người mà cần có thể tạo ra những cái token ở trên cái blockchain tư nhân này đây là cách hiểu đơn giản nhất chứ nó không phải giống như là Bitcoin hay là Ethereum hay là những cái blockchain hiện tại đó những cái blockchain công cộng ai tham gia cũng được cái mà sổ cái của Microsoft này đó là cái hệ sinh thái riêng của Microsoft chứ không kết nối với lại cái hệ sinh thái của blockchain công cộng thì có thể là có người cần cái nhu cầu để mà sử dụng những cái sổ cái tư nhân như thế này tại vì đó đây là những cái thông tin chúng ta nghe rất là nhiều năm 2017 và năm 2018 nhưng mà cũng nên nhớ là phong trào lúc đó thì ai cũng nói là tương lai là blockchain chứ không phải là crypto nhưng mà tôi đã chia sẻ với các bạn là không phải tương lai là crypto chứ không phải là blockchain tại vì blockchain chỉ là một phần mà thôi các bạn nên hiểu là câu hỏi là không phải là công nghiệp blockchain mà các bạn cần nên hỏi là blockchain nào blockchain của bitcoin hoạt động theo một cách khác blockchain của ethereum hoạt động theo một cách khác blockchain của cardano hoạt động theo một cách khác và blockchain thì cần phải có những cái cơ chế thưởng phạt để giữ được cái độ phi tập trung cũng như là để giữ được cái độ trung thực của tài liệu trong blockchain. Khi mà chúng ta có những cái blockchain tư nhân đó thì cái độ trung thực đó hay là cái độ phi tập trung đó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó là thông tin liên quan tới Microsoft. Cái mà họ có đó chính là một cái bản quyền để họ có được một cái công nghệ sổ cái của Microsoft và trên công nghệ đó có thể tạo được những cái token có thể là sử dụng ở trong hệ sinh thái của Microsoft mà thôi. Chúng ta cũng chưa biết được thông tin chi tiết hơn. Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là CEO của một công ty đầu tư đó chính là Tuy Aero Capital. Thì đây là một công ty đầu tư đó ở Singapore và công ty đầu tư này là một công ty đầu tư uh, đầu tư cũng vô cũng khá là nhiều những cái đồng khác nhau và rất nhiều những đồng DeFi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà CEO của công ty này đó rất có lòng tin vào đồng Dogecoin. Đây là thông tin dành cho những nào mà là fan của Doge. Thì CEO của Toyero Capital nói là rất là bullish về Dogecoin Tại vì sao? Tại vì ông ta nói là đồng Dogecoin đó thì dễ dàng tiếp cận Thứ nhì nữa là đồng Dogecoin đó thì giá rẻ Và thứ ba nữa là đồng Dogecoin muốn hay là các bạn thích hay là không thích đó, Thì đồng Dogecoin cũng có một cái thương hiệu riêng và rất là dễ hiểu Thì một cái ví dụ rất là mắc cười là CEO của Tui Aero Capital nói là một người mà thích nhậu nhạc, thích uống bia cũng có thể dễ dàng hiểu được Dogecoin là gì. Một người phụ nữ mà thích tự sướng, thích selfie cũng có thể dễ dàng hiểu được Dogecoin là gì. Cho nên Dogecoin là một trong những cái đồng chúng ta không nên xem nhẹ là một trong những cái đồng mà dễ tiếp cận. Tôi nghĩ là bây giờ rất nhiều nơi cho các bạn thu mua Dogecoin tính riêng ở Hoa Kỳ thôi thì có vô số những ứng dụng các bạn thấy được chúng ta không nói tới Coinbase hay là những ứng dụng riêng về crypto chúng ta nói tới những ứng dụng như là Weibo như là Robinhood thì cho các bạn thu mua đồng Dogecoin đồ rất dễ dàng và CEO của T Capital nói là so sánh đồng Dogecoin giống như là cái đợt tăng trưởng của năm 2017 đó Giống như là cái sự hứng thú liên quan tới đồng XRP thời điểm đó Thì đồng Dogecoin bây giờ cũng tương tự như vậy Nhưng mà nào mà chưa có tham gia vào năm 2017 đó là ở cái thời đỉnh điểm của năm 2017 đó Là CNBC đó có nguyên một cái chương trình để mà chỉ mọi người làm sao để mà tạo chương mục để mà đi thu mua đồng XRP Đó là cái thời điểm mà đồng XRP được rất nhiều người quan tâm đến và rất là nổi tiếng Bây giờ thì uh, CEO của Three Arrows Capital cũng nghĩ là đồng Dogecoin cũng giống như là XRP Thời điểm của năm 2017 Các bạn nghĩ sao về đồng Dogecoin thì các bạn hãy comment ở bên dưới Tại vì không biết đây là một đồng mà thường ghi rất nhiều cái sự tranh cãi Một là các bạn rất thích, hai là các bạn không thích Còn đối với Thuận, các bạn chỉ cần kiếm được tiền là Thuận đã vui rồi Thì uh, một thông tin kế tiếp nữa đó chính là một trong những cái khách sạn 5 sao ở Thụy Sĩ đó chính là khách sạn Shady Andermatt. Thì khách sạn này đó là bắt đầu cho thanh toán bằng Bitcoin hay là Ether nhưng mà chỉ cho thanh toán khi mà cái giá tiền là hơn 200 đồng Swiss francs có nghĩa là hơn 218 đô la đây là khách sạn đã mở vào năm 2013, có 123 phòng. Và trong những cái mùa mà đắt đỏ đó, thì một đêm có thể lên tới 1.300 francs. Có nghĩa là khoảng 0.03 bitcoin hay là 0.45 ethereum. Thì khách sạn này, bây giờ các bạn có thể sử dụng bitcoin hay là ether để mà trả tiền khách sạn. Kế tiếp đó chính là công ty Coinbase đã mướn một trong những giám đốc của công ty Facebook để làm giám đốc marketing của công ty Coinbase, người mà công ty Coinbase mướn đó chính là Kate Roach. Thì Kate làm việc cho Facebook là 11 năm và trong thời gian mà Kate làm việc cho Facebook đó là giữ cái chức là người đứng đầu của thương hiệu Facebook toàn cầu. Thì trong cái chức vụ này đó, trong khoảng thời gian mà Kate nắm quyền ở Facebook đó thì công ty Facebook đã thấy là cái số lượng người dùng đã tăng từ 500 triệu người lên tới 3 tỷ người. Và Coinbase đương nhiên thấy con số rất hấp dẫn Coinbase dựa theo tài liệu mới nhất ngày 30 tháng 6 năm 2021 Cuối quý 2 đó thì có khoảng chừng là 8,8 triệu người dùng thường xuyên Và tổng cộng đó là có 56 triệu khách hàng Thì bây giờ Coinbase mướn Kroach để làm gì? Để tiếp tục đưa ra những cái chiến lược liên quan đến thương hiệu để thu hút thêm cái số lượng người tham gia vào Coinbase. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter để các bạn có thể theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và dành cho những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit và các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng để đăng ký lúc tin thị trường miễn phí nếu như các bạn có hứng thú hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến từ những sàn như là sàn X, sàn Fiat Hub hay là sàn Fashion Moon XBT và những người nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase hoặc là những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lãi hay là CryptoCoin một lần nữa cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn